Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Chào bác sĩ Minh. Vâng, xin chào cô Vân Anh và một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại Orange County và tại San Diego, và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ gửi đến chúng ta với một cái đề tài có một cái tựa đề rất là hay, đó là những điều huyễn hoặc hả bác sĩ? Dạ, về vâng, sức khỏe đó là những niềm tin huyễn hoặc về sức khỏe, tức là niềm tin nhưng mà không có sự thật. Những niềm tin huyễn hoặc về sức khỏe. Mời bác sĩ Minh. Vâng, như chúng ta trong những cái bài viết hoặc là những cái chuyện mà chúng ta nói những chương trình trước, chúng ta có đề cập rất nhiều về những cái điều mà chúng ta tin, hoặc là chúng ta nghe người này nói, hoặc là người kia đồn, tức là ăn cái này tốt, uống cái này tốt, này nọ, hoặc là ngay cả có những cái là những cái kiến thức chúng ta nghĩ rằng là nó truyền từ cha mẹ mình đúng xuống rồi. Cha mẹ nói như vậy thì thế nào cũng đúng, đúng rồi. Hoặc là ngay cả những cái chuyện mà bác sĩ này này nói, hoặc là nghiên cứu này nói, nghiên cứu này nọ, có thể nó không đúng vì cái chuyện rằng là những cái chuyện, có nhiều chuyện nó đúng từ 10 năm trước bây giờ không còn đúng nữa. Và cái chuyện thứ nhì nữa là cái thời đại bây giờ đó, giống như gọi là mạng xã hội Facebook, Instagram tùm lum tà la, cho nên nó gọi là thượng vàng hạ cám ở trên mạng. Những cái chuyện chúng ta nghe người ta đồn á, hồi xưa bà hàng xóm đồn đã đủ rồi, bây giờ gọi là cả cái mạng Facebook họ đồn, cho nên mình nhiều khi mình tưởng đó là chuyện có thật. Cho nên mình không biết rằng là cái nào đúng và cái nào thật, cái nào là gọi là thượng vàng hạ cám, mình không thể nào phân biệt được. Cho nên có những chuyện chúng ta cần phải nói cho rõ và mình phải hiểu rằng là cái đó đúng hay sai. Và ngay cái những chuyện mà chúng ta ngay những cái chuyện mà y khoa tin rằng là cách đây 10 năm, 15 năm đó đúng, bây giờ không còn đúng nữa. Khi mà bác sĩ Minh gửi đến những cái chi tiết cho chúng ta, những cái điều huyễn hoặc, mà những cái niềm tin gì mà huyễn hoặc, thì Vân Anh thưa với bác sĩ là thời gian gần đây á, thì Vân Anh thấy là cái gọi là tẩy độc mà bác sĩ chúng ta đã nói một lần trong chương trình kỳ trước rồi đó bác sĩ, được lan truyền rất là nhanh và được giống như là nghe theo rất là nhiều, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Ở đây chúng ta muốn nói đến cái chuyện rằng là tẩy độc. Thực sự khi mà chúng ta nghe nói cái tẩy độc đó thì chúng ta nghe nó rất là, nó xin lỗi là sướng lỗ tai, đúng không? Tức là cái gì nó gọi là tinh khiết, gọi là giống như mình đi tắm và mình tẩy rửa cái cơ thể chúng ta, đúng, nghe thì nó rất là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên mình phải nên nghĩ rằng là con người chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay, nên nhớ là cái loài người tồn tại đến ngày hôm nay cả triệu năm, điều đó là chúng ta là cơ thể nó phải tự giải độc như thế nào, tại vì nó có thể sống được tới ngày hôm nay như vậy, thì nên nhớ rằng là cơ thể chúng ta trời sinh ra rằng là nó tự tẩy độc và nó giải độc, nghĩa là từng phút từng giây, gọi là người ta hay nói là 24/7, tức là lúc nào nó cũng giải độc hết trơn rồi, vì nếu mà độc chút xíu là chúng ta có chuyện rồi nha. Thí dụ bây giờ mình vô trong nhà thương, một người mình phải nhập viện vào nhà thương chẳng hạn, những cái thử máu đầu tiên là người ta thử có thể là trong cơ thể mình có chất độc hay không, vì nếu nghĩa là ở độc đây mình ý muốn nói rằng là những cái nồng độ gọi là acid trong người mình nó cân bằng hay không, hay là những cái gọi là những cái hormone, những cái chất thải ra từ lá gan mà có được bình thường hay không này. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Cơ thể của chúng ta lúc nào cũng gọi là bảo trì những cái cơ phận đó được hoàn toàn gọi là ở cái mức ổn định. Nói thí dụ chẳng hạn, đầu tiên là cái da của chúng ta. Cái da của chúng ta tiết ra mồ hôi đen chì là giải độc. Và cái da chúng ta bảo vệ tất cả những cái gọi là những cái gì chất độc nó thấm vào trong ương mười là cái da của chúng ta. Kế đến là cái ruột của chúng ta, quý vị để ý là nếu mình ăn cái gì mà mình ói mửa ra là cái đó là độc, tức là cơ thể mình tìm cách là giải quyết liền, hoặc là mình ăn những cái gì mà nó không tiêu là đi tiêu chảy, tức là cơ thể tìm cách tống khứ ra những cái gì gọi là độc là đi rồi nha. Ngay trong cái ruột của mình là cái axit, cái bao tử của mình á, chính nó là một cái tiết ra cái chất axit mà đủ có thể làm tiêu một cái đinh. Điều đó có nghĩa là trong cái ruột mình nó rất là axit, ok. Là mình nói tiếp cái chuyện đó để mình giải thích cái chuyện sau này, những cái chuyện chúng ta đề cập tới là cái chuyện là axit và cái độ axit trong cơ thể của chúng ta. Rồi bây giờ mình nói tiếp nữa là khi mà cái chất độc nó vào trong người chúng ta thì những cái chuyện gì sẽ làm nữa, đó là cái lá phổi của mình nó tìm cách nó thải ra những cái chất độc mà mình thở ra ngoài, right?
rồi cái lá gan của mình nó sẽ giải quyết những cái chất độc của đó. Đó. Rồi gì nữa, cái thận của mình cũng cũng lọc ra những cái chất độc ra ngoài nước tiểu. Rồi ngay cả gọi là cái lá lách của mình, cái lá lách gọi là spleen, nó tức là khi mà chất độc vào trong cơ thể là tức là nó tìm cách nó giải quyết ra ngoài liền, tức là 24/7 từng giờ từng phút từng giây, tức là giải quyết liền tức khắc, tức là cơ thể mình không bao giờ có độc cả. Vì nếu có độc một chút xíu là mình đã vô nhà thương rồi, okay, là có chuyện không ổn rồi. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà nói là chúng ta cần phải uống thứ nước này thứ nước nọ để giải độc, cái chuyện đó thực sự uống cho vui thôi, tức là uống dĩ nhiên thì nó cũng mình dùng chưa cho vui, chứ thực sự ra có khi nó có hại hơn là có lợi. Bây giờ giả sử chúng ta uống dùng chưa phải nè, nếu bây giờ chúng ta uống một cái thứ nước juice nào đó thì trong đó thực sự trong đó chỉ có đường thôi. Và đường nó vào cơ thể chúng ta, trong cái những cái chương trình trước chúng ta có nói là đường thực sự nó là chất độc. Ok, chúng ta không cần phải ăn đường và uống đường thật là nhiều, vì nhiều quá cơ thể nó sẽ không giải quyết được. Nó sẽ biến thành làm chúng ta cao mỡ, cao máu, cao tùm lum hết, và đó là tạo ra những cái chất gọi là những cái độc không cần thiết. Right. Cơ thể của chúng ta tìm cách giải độc ra ngoài nước tiểu, vì nếu mà nó ngon lành thì nó không giải độc ra ngoài nước tiểu. Đó là tại sao chúng ta có cái bệnh tiểu đường là như vậy, ăn nhiều đường quá. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta không cần thiết là phải gọi là giải độc nước này nước nào, vì nó chỉ tạo cái công việc cho cơ thể của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Dạ vâng, thưa bác sĩ, khi mà nói đến tẩy độc thì nó có liên quan tới là ngoài việc chúng ta có rất là nhiều phương pháp uống những cái nước này nước nọ, bên cạnh đó là nhịn đói, thì trong một cái chương trình kỳ trước bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng nói là đôi khi sometimes chúng ta cũng nên để cho cơ thể nhịn đói cho nó khỏe, phải không bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể cái vấn đề là tẩy độc, nhịn đói, uống những cái kit mà chúng ta mua sẵn ở thị trường, hoặc là uống nước chanh hoặc uống nước giấm trong bao nhiêu ngày đó để tẩy độc, nó có liên quan đến gì đến cái việc mà bác sĩ nói là lâu lâu chúng ta nên ăn ít hoặc là nhịn đói? Thực sự thì trên cái gọi là trên lý thuyết, cái chuyện gọi là để cho cái cơ thể của chúng ta như là một cái guồng máy, nó cần phải nghỉ xa hơi, thì cái chuyện đó đúng, tức là chúng ta lâu lâu chúng ta nhịn đói để cho cơ thể nó nghỉ làm việc, cái chuyện đó đúng. Tức là những nghiên cứu nó cho thấy là nếu mà chúng ta nhịn đói khoảng 2 ngày thì tự nhiên là những cái gọi là những cái tế bào gọi là già cỗi trong người của chúng ta nó tìm cách nó không chịu nổi, thì nó tìm cách là nó hủy diệt và nó tẩy rửa là để cho những cái tế bào mới nó được sinh sản ra. Cái chuyện đó đúng, nó có, tức là những nghiên cứu nó chứng minh chuyện đó, và chúng ta thấy là ngay trong những cái thuyết âm dương ngũ hành gì của bên người Á Đông chúng ta, họ cũng đã nói đến cái chuyện là lâu lâu nhịn đói một lần, cái chuyện đó đúng. Tuy nhiên cái chuyện khi mà chúng ta nhịn đói và chúng ta phải gọi là uống cái thuốc này thuốc nọ thì cái chuyện đó lại không đúng. Tức là về cái cơ bản cái gọi là trên lý thuyết là nó đúng, nhưng mà cái chuyện mà thực hành nó không đúng. Là vì khi chúng ta nhịn đói như vậy đó, thực sự cái mà chúng ta cần nhiều nhất và đơn giản nhất là nước lạnh, chứ không cần phải nước này nước nọ. Là vì để cho cơ thể chúng ta, nên nhớ là cơ thể chúng ta là một cái bịch nước biết đi. Cho nên chúng ta cái trái thận và lá gan nó chỉ cần nước để cho nó lọc ra những cái chất độc mà thôi. Những chất độc đây mình nói là những cái cặn bã mà nó không có giải quyết được trong người chúng ta, để cho cơ thể nó được nghỉ khoảng 1-2 ngày để tìm cách nó là gọi là ta nói là bắt kịp hoặc là catch up đó. Nó không có làm kịp khi mình ăn uống nhiều quá, ngày nào cũng ăn cũng uống cùng này nọ thì phải cho nó ngừng nghỉ chút xíu. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần uống nước lạnh mà thôi, chứ cũng không cần phải là nước này nước nọ. Cụ thể tôi muốn nói đến là nước chanh. Có người nói là phải uống nước chanh hoặc là vắt cái chanh vô để nó giải độc và nó trung hòa cái độ axit trong người. Hoặc là uống những loại nước gọi là thức ăn nó có chất kiềm trong đó, tức là cái độ pH gọi là nó có kiềm tính. Thực sự cái lý thuyết đó nó không có đúng. Hay là cái lý do là như thế này, là vì như mình mới giải thích hồi nãy, cái bao tử của chúng ta đó là cái độ pH nó là axit. Chúng ta bỏ gì vô nó tiêu mất tiêu rồi, tức là chúng ta ăn cái gì vô nó cũng đã trung hòa ở trong cái bao tử của chúng ta rồi, nó không thể nào mà gọi là nó thay đổi được cái độ nồng độ axit ở trong máu. Trong máu của chúng ta cái độ axit bao giờ nó cũng hơi kiềm tính chút xíu, tức là cái độ trung hòa
nó chỉ hơi nghiêng một chút xíu thôi. Nếu mà nghiêng quá một chút xíu nữa là chúng ta bệnh, hoặc là nghiêng qua phía bên này một chút xíu là chúng ta bệnh. Cho nên cơ thể lúc nào, tức là cái lá gan và cái trái thận của mình lúc nào nó cũng giữ cái độ xích gần như chính giữa. Right. Đó. Cho nên bây giờ mình có ăn gì vô trong là, cho dù giả sử nói xin lỗi, mình uống axit vào trong người nó cũng vậy. Nó chỉ có đốt bao tử thôi, nó cũng chẳng có làm thay đổi gì hết. Right. Yeah. Cho nên một vài cái muối chanh nó không có thể nào thay đổi được cái nồng độ axit của chúng ta. Bắt muối chanh vô trong nước trà hay là trong cái ly nước lạnh thì nó dễ uống thôi. Right. Nhưng mà nó không có thay đổi gì trong cơ thể của chúng ta. Cái mà có thể giúp chúng ta gọi là, nếu dùng cái chữ giải độc, chính yếu nhất là nước lạnh. Nếu mà tôi nói rằng là giả sử mà quý vị nói là muốn giải độc thì chúng ta nghĩ là nghỉ ăn một ngày hai ngày, và trong những cái ngày đó chỉ uống nước lạnh mà thôi, hoặc nhiều lắm là uống nước trà. Và cái thời gian mà mình nhịn á tối đa là bao nhiêu ngày bác sĩ? Thường thường trên lý thuyết cái cơ thể chúng ta nó có thể chịu nổi nhịn đói 30 ngày không có sao ấy. Nó chỉ có ốm và bắt đầu, nhưng mà cái chuyện đó chúng ta không để nổi mà để mà gọi là nhịn đến độ mà 30 ngày, 60 ngày như vậy nhá. Thường thường thì người ta khuyên là khoảng chừng 2 ngày hay 3 ngày là đủ nếu mà quý vị muốn. Nhưng mà 2 ngày, 3 ngày là khoảng 1, 2 tháng lặm lần, chứ phải một tuần mà nhịn hết 3 ngày thì chịu gì nói. Nhưng mà thường thường thì lâu lâu thì mình nghĩ là có một cái cách thứ hai, tức là mình có thể nhịn đói, gọi là tôi khuyên là cái nhịn đói này không có nên làm thường xuyên. Cái chuyện đó không có tốt nó cho cơ thể. Cơ thể nó vẫn cần gọi là một ngày ba bữa. Cái quan trọng là mình ăn đều ba bữa và mình ăn ít thôi. Thì nó vẫn giúp cho cơ thể. Nhưng mà lâu lâu nếu quý vị muốn, chẳng hạn một tuần một lần, quý vị có thể là mình có thể bỏ một buổi trưa chẳng hạn, tức là mình đi khoảng 18 tiếng đồng hồ mình không ăn, thì cái chuyện đó cũng không sao hết. Nhưng mà make sure là mình uống nước, và chỉ cần uống nước lạnh là đủ mà thôi. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều về những chi tiết này. Những cái huyễn hoặc khác nữa mình muốn nói đến đó là uống thuốc bổ. Và quý vị thấy rằng là không những vậy, là cái thuốc bổ trong đó có những người nói là khi mình cảm cúm thì mình phải uống vitamin C cho nhiều. Quý vị thấy người ta hay bán những cái vitamin C mà nồng độ rất là cao để mình uống nhằm để trị cúm. Thực sự cái đó không bao giờ được chứng minh hết. Không có một nghiên cứu nào được chứng minh rằng là uống vitamin C là trị cảm cúm hết. No, zero. OK, là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là có những cái gọi là cái tin tưởng rằng là mình uống gọi là biotin để mà nó bổ tóc hay là bổ tốt tóc, tốt bóng tay này nọ. Thực sự ra thì cơ thể chúng ta cần biotin nhưng mà liều lượng rất là nhỏ. Và thường thường khi mà chúng ta thấy những người mà họ là gọi là những cái nước họ bị đói lâu ngày, thí dụ bên Phi Châu hay là bên Syria vì chiến tranh họ không có đủ thức ăn này nọ, thì đúng khi đó thiếu cái biotin thì tóc của họ thưa đi, họ rụng tóc và móng tay nó bị dễ nứt, dễ gãy này nọ. Tuy nhiên ở nước Mỹ không có đến nỗi nào mà chúng ta thiếu như vậy nha. Nó chỉ cần cái lượng biotin mà chúng ta chỉ cần đó, nó chỉ chút xíu vậy. Trong khi mình uống biotin vô nó cả lô như vậy thì như vậy nó là chất độc. Cơ thể mình nó cần phải giải quyết cái đó ra khỏi cơ thể chúng ta, đó là chất độc nha. Thì có thể là cái đó không có cần thiết. Cái chuyện nữa là tôi muốn nói đến, ngay cả bây giờ những nghiên cứu mới nhất người ta cho biết rằng là, nói thí dụ như mấy người có thai chẳng hạn, những bà bầu có thai trên thực tế không có cần uống thuốc bổ thai. Trong cái thành phần của cái thuốc bổ thai á, nó chỉ có rằng là ba thành phần chính yếu là cần, là thứ nhất là folic acid. OK, thứ nhì đó là DHA, tức là để bổ não cho em bé, và cái thứ ba là bổ máu. Còn những cái vitamin B, C, A gì nó không cần thiết, zero. OK, uống thêm cho vui thôi, cho nên người ta nó không quan trọng cho cái việc là bổ thai. OK, ngay cả những cái chuyện mà multivitamin chúng ta uống mỗi ngày thực sự nó không có lợi gì hết, nó không có lợi cho cơ thể. Cho dù hiện tại người ta vẫn khuyên rằng là những người già lớn tuổi, những người bị bệnh lâu ngày ung thư này nọ thì cũng nên uống một ngày một viên, nhưng mà thực tế y tế nó không có làm thay đổi tình hình gì hết cả. Chưa nói đến là quý vị thấy là đi mua ở Costco về chắc một đầy tủ gọi là cao thuốc calcium, thuốc vitamin B1, B2, B3, B4 gì, một lố, một cái hũ thiệt bự, chất thiệt đầy. Những cái đó nói trắng ra là nó là thuốc độc. Nếu mấy quý vị muốn nói là giải độc thì không có nên uống những thứ đó nữa. Và điều đó có nghĩa là chúng ta giải độc ngay từ đầu rồi bằng cách không có uống những cái loại là những cái vitamin với nồng độ cao như vậy. Yeah.
và những cái niềm tin về phụ khoa của phụ nữ. Cái chuyện phụ khoa, bây giờ chúng ta nói liên tiếp tới cái chuyện phụ khoa đó là phụ nữ hay có cái khuynh hướng là vì muốn giữ chúng ta được là sạch sẽ ở dưới, chúng ta hay mua những cái loại thuốc để mà xúc rửa âm đạo. Nó có đủ loại thuốc rửa âm đạo, có khi những khăn chùi, rồi nó có đủ thứ hết. Hồi xưa thì người ta gọi là pha chút nước giấm hay nước gì soda này nọ. Nhưng mà trên thực tế rằng là cơ thể của chúng ta đó trở lại lúc nào nó cũng giữ trong cái môi trường của âm đạo, bao giờ nó cũng có một cái môi trường rất là cân bằng. Trong đó nó có hai cái thế lực, một cái bên là vi trùng, nhưng những cái vi trùng đó nó tốt cho cơ thể, và một bên là nấm. Thì hai bên nấm và vi trùng á, nó sống hòa mình với nhau, giống như là gọi là nó sống hòa với nhau, nó giữ một thế cân bằng âm dương trong đó. Cho nên lúc nào cái độ cái độ pH hay là cái độ nồng độ trong cái âm đạo của mình nó vẫn giữ được bình thường như vậy. Chỉ khi nào quý vị, tại sao quý vị bị nấm? Chẳng hạn quý vị ăn ngọt nhiều quá thì nó có nhiều chất đường, thì nấm nó rất là thích đường, cho nên quý vị bị nấm. Hoặc là khi mình nói là mình nói xin lỗi là khi mình đi tiểu mình chùi không có sạch sẽ chẳng hạn, nó bị nhiễm trùng ở ngoài nó gây vô, thì nó thay đổi cái môi trường đó, nó bị nhiều gọi là vi trùng. Hay là mình quan hệ tình dục với một người nào đó bị nhiễm trùng thì nó có thể, cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng mà nó không xảy ra mỗi ngày. Tức là khi xảy ra thì bác sĩ có thể cho thuốc. Nhưng mà cái nguyên tắc là nếu mà mình xúc rửa thì tự nhiên mình thay đổi cái cán cân đó. Tự nhiên mình sẽ tạo ra cái chuyện là thay vì chẳng hạn mình xịt vô nhiều axit quá thì nó có thể là nó làm nghiêng về phía vi trùng nhiều hơn. Hoặc là khi mình xịt vô trong đó baking soda thì là nó nghiêng về nấm nhiều hơn. Tự nhiên mình thay đổi cái cán cân của cái lực lượng trong đó, nó làm cho cái môi trường âm đạo nó không được gọi là cân bằng. Ok. Cái chuyện nữa tôi muốn nói đến chuyện âm đạo, quan ngọ âm đạo, đàn ông đàn bà bây giờ gần đây bà tài tử, nhiều người tài tử cinema khuyên rằng là nên xúc rửa ruột già, tức là bơm nước vô trong hậu môn. Không những bơm nước trong hậu môn mà gần đây, cách đây mấy tuần tôi nghe nói còn bơm nước cà phê vô trong hậu môn nữa, để cho xúc rửa cái đường hậu môn cho nó sạch. Thực sự có khi họ bơm với cái nồng độ cái gọi là cái áp suất rất là cao, và những cái gọi là những cái phản ứng phụ của nó là lủng ruột, là vì cái áp suất nó cao quá nó làm lủng ruột. Không những làm lủng ruột mà nó sẽ gây ra tình trạng là khi mà nước nó vô trong cái đường ruột đó thì nước nó đi đâu, một số nước nó đâu có chảy ra ngoài giống như mình rửa xe đâu, thì nó sẽ thấm vào đường ruột và nó vô trong cơ thể chúng ta, nó vô trong bụng mình, và nó sẽ tạo cái chuyện là trái thận của mình nó phải làm việc cực hơn để nó giải quyết những cái nước đó ra ngoài. Như vậy thì là làm cho cơ thể mình nó bệnh hoạn hơn. Cho nên một cách tóm gọn đó, người Mỹ họ nói cái câu là it ain't broke, don't fix, có nghĩa là nếu mà đừng có hư thì đừng có sửa. Hoặc là Việt Nam mình nói là trâu lành đừng có chữa thành trâu què. Cho nên nếu mà chúng ta không có bệnh thì đừng có uống thuốc, đừng có đi chữa nha. Cơ thể cũng cho cứ cơ thể làm cái gì mà nó gọi là càng đơn giản càng tốt. Cái đơn giản rất là đơn giản, đó là uống nước lạnh vậy thôi, chứ không cần phải nước này nước nọ, vì nước trong đó thực sự ra muốn nói thôi một câu cuối cùng đó là chúng ta có những phong trào gọi là vắt nước gọi là trái cây ha, rồi giục cái bã đi và chỉ uống cái nước thôi. Thực sự cái bã đó là mới là cái tốt của cái trái cây nha. Trong đó vitamin hay gì, natural vitamin hoặc là những cái gì mà tốt của trái cây nó nằm trong cái bã, còn cái nước nó chỉ là nước đường. Nếu mà quý vị nói như vậy thì thôi, chúng ta ra bỏ nước đường khuấy lên là uống cho rồi, chứ làm gì mà phải đi vắt nước trái cây như vậy, cái chuyện đó không có tốt. Cho nên nếu say thì uống luôn cái bã, phải không bác sĩ? Hoặc là nếu giả sử mình phải say sinh tố, nếu mà quý vị nhai không được, ví dụ những người già không có răng, không còn, không có nhai được, thì chúng ta có thể, đúng, mình có thể say nước sinh tố, nhưng mà trong đó đừng có bỏ đường vào. Và cũng nên hạn chế, là vì mình nhớ là một khi mình say ra, mình có khuynh hướng là mình uống nhiều hơn và mình... Thay vì mình ăn một ngày một trái táo, khi mình say ra mình có khuynh hướng là mình uống một hơi 3-4 trái táo chẳng hạn. Nó tương đương 3-4 trái táo, cái đó nó không tốt. Thực sự nó chỉ là làm chúng ta nhiều đường trong cơ thể. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều với những thông tin rất là cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.